Bò bắp sấu á, thì ngày xưa á, bò bắp sấu là chúng ta sẽ là ăn thịt bò sống, nhưng mà bây giờ do vệ sinh an toàn thực phẩm mình thì mình không cho ăn thịt bò sống, mình sẽ là đảo chín sơ tái thịt bò lên ha mấy bạn. Để tái thịt bò thì chúng ta không ướp thịt bò qua một cái gì hết ha, chúng ta chỉ cho dầu vô chúng ta đảo thôi, và dầu cũng không nên nhiều tại vì dầu nhiều sẽ kích thịt bò chảy nước, và cũng không cho gia vị vô trong trong cái dầu xào nữa, chỉ xào không nha mấy bạn. Để mấy bạn không biết, các bạn nó thôi cho miếng tỏi xào cho thịt bò thơm. Nếu như thịt bò thơm quá thì chúng mà cồn trộn vào rau củ nó sẽ làm mất mùi thơm của rau củ đi, cái mùi tỏi nặng lắm. Rồi ở đây thì chúng ta có là khoảng 200 thịt bò đó. Rồi sau khi bắt đầu có thịt bò bắt đầu chuyển qua chín bảy chín 70% rồi nè các bạn. Rồi mình tắt bếp ha, thì cái chảo nó còn nóng á, nó sẽ làm cho thịt bò chín thêm nữa, chứ mình đừng đảo thịt bò chín tái quá ăn sẽ bị cứng. Vừa chín tới là thịt bò chín bằng hơi, thịt bò ăn sẽ mềm và ngọt hơn. Rồi thì gỏi của chúng ta sẽ gồm tất cả các loại rau thơm nha các bạn, rau thơm gì cũng trộn vô trong đây được hết. Rồi chúng ta sẽ cho vào đây. Rồi mấy bạn đừng cắt rau nha nha, cắt rau sẽ làm dập hết rau của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có chuối cắt lát, chuối chát cắt lát, khế cắt lát. Rồi chúng ta sẽ có cái nước sốt hồi nãy mà mình nấu là ban đầu là một chanh hai mắm ba đường đó mấy bạn. Mấy bạn đổ vô đây một muỗng cà phê thôi ban đầu, rồi mấy bạn trộn sơ lên chừa lại, vừa trộn nhẹ cho thấm cái gia vị vô từ từ. Cái món này chúng ta cho mè, đậu phộng, tùy theo mỗi người thích. À, ai thích ăn đậu phộng thì chúng ta cho đậu phộng, ai thích ăn mè chúng ta cho mè, cho cả hai cũng được. Rồi chúng ta cho thịt bò vô. Rồi chừa lại một ít, để lát hồi chúng ta làm mặn. Chúng ta cho một ít hành phi vô đây. Rồi bây giờ mình sẽ ra món ha. Rồi vẫn cách cũ của mình là ra thật là nhẹ nhàng, thả từng món ăn lên cái dĩa của mình. Các bạn đừng có đặt là xếp vô hoặc để mạnh tay xuống. Rồi chúng ta sẽ cho một ít thịt bò lên đây. Thì chúng ta có phần là một ít bên này đó mấy bạn. Rồi chúng ta cho một ít hành phi lên. Rồi cho một ít mè lên. Đây là món rau ăn rất là mát và thanh và nhanh cho tất cả những bà nội trợ bận rộn ha mấy bạn. Chúc các bạn luôn ngon miệng với món ăn của mình.